kế nữa và tại cái vừa chỉ case discussion tại miền ca showroom vì professor thông thông mấy là mấy bà nhưng nhóm chủ chất tam đàn đá vì bố kì miền professor thông thông hay professor sau kế nữa chỉ chọn tại chỉ researcher tiên mà chân bà kì bà miền reference chọn tại dương tam đàn sắp tới dương ban reference lo lo vì kì mà đây của reference khác chúng ta dương an ở trong những cái review COVID-19 nó lợi children nó của ta cả nam miền trung long và tây trung chỉ một phút cứ chuẩn đoán không may đã trung long có biến được cả làng đây này này những cái lớp mê riêng tết COVID-19 nó lợi không may nó có trong group bảo kê của ta cả nam trung long trung tới vì chỉ một phút nó ai miền không may đây ជំងឺមកកាលសូវៀឬមួយក៏ជំងឺអឹមអាយអេសស៊ីយើបាទនៅក្នុងស្លាយរបស់គេដែលគេប្រេសិនមុននឹងចូលពិភាក្សាហ្នឹងអញ្ចឹងគេរំលឹកពីការផ្ទុះនៃជំងឺកូវីដ-19ដែលខែ1 2020 WHO ប្រកាសថាវាជា public health emergency of international concern ក្រោយមកតរតែ2ខែជិត2ខែក្រោយតរដល់ខែ 3 ថ្ងៃ 11 ខែ 3 បានប្រកាសវាថាជា pandemic ចំពោះ incubation period នៅលើក្មេងគឺមិនខុសពី មនុស្ស ពេញវ័យទេគឺរយៈពេលជាមធ្យម 5 ថ្ងៃ ដូចគ្នា hay việc bài tập pi pi từ tập buồn ngày, chẳng biết lấy tha phía trên là cày ngày xong thì pram ngày ngày thì pram rồi có pram ngày cày đó chênh rộng xỉ nhà, còn tại miền mà chừng người tôi cứ ai chênh muốn và bị buộc về đặt cái đại chân lo và pram ngày chỉ một sùng nắng còn ta cái chân lo bị pi từ tập buồn miền tây thà nè mà được mà chỉnh đốn cứ pi ngày cày bay ngày cày chênh nhiều độ xỉ nhá hay nè khác toàn đặt đo đọc buồn ngay mà chênh nhiều độ xỉ nhá vì miền tây chớn á bạn còn tham phía chớn cứ miền tây không đồng vùng trăm ngày đằng này hay giờ pi đã còn ai chìm long rô cái nào còn cao chừng người hỏi còn ai chìm long tên nè đất tây thì hay đã hay period of infectivity nữa cứ có đôi chìm mà lúc chả đấy cứ chỉ tụt tới cứ pi ngay một ngày trên đồng xỉ nhá hơi nắng và to tới là hôn ai là hôn tới đó vòng vài ngày còn ngày trên đồng xỉ nhá những dương mới tới cứ đôi mà lúc pi vài đà đang comment hay đang comment chúng tống và kêu rộp còn một page năm chó mà chẳng chỉ tụt tới cứ gọi miền my case mà phía rồi xâm tố môn tích hay nâng my case nơi lơ khám mê hay nâng khám mê dùm tung nâng cứ tràn chiên mà nụng bình bây á nụng bình bây dương thầm 80-81 phía rồi chùm này khám mê người ta xâm tố môn tích hay nâng my case miền đo cao sắp phía rồi hay cả này sở vía nơi lơ mình được bình bây dương thầm miền tộc bàm phía rồi hay cả cả ai sử dụng bàm phía rồi nâng lơ mình được bình bây lại comment cái thằng cạn lấy sờ bia miền bị muối lại thằng ca châu ba nó cứ miền tại bị muối tới pram phía rồi hay thằng ca châu ai sử dụng cứ miền tại muối phía rồi thế mà chân comment miền miền tích còn tại cái phẩm hiện thái về ai chịu thua một tay và sân bờ comment nó miền chủng ngữ và trăm cái sập miền underlying comorbidity mà chúng ta đang đại diện khai tất cả na chlong còn đã tràn tới chia một phút mới rút năng chlong từ đó mấy đại miên chủng ngữ và trăm cài ấy khác để ai vừa hỏi mấy đại chlong rút năng bị vọt từ chữ thuần mà cứ miên chủng ngữ bài đôn rụm tiền lực chiêm miên tận nộm em miên mấy đại miên một con phim xong chụp soi để sang chủng ngữ bị cản át miên bà bị bắt sai sát miền chữ ngữ suốt rằm rây, tâm rộng nôm rằm rây, thơm rằm rây, rồi có mình đại là thuật mà bìm ai bà có thể lợi bì standard deviation.
ngày chân mình đã miền thì phát tờ tầng ổn nâng cứ cả nà chú lòng COVID bị bọt tầng nguồn. Lực xù thật ta hẹt ếch bàn chìa khmer vì mình sơ rộng rộng tràn mình sơ nhóc nhóc hay mình sơ thuần đời xa COVID đọc bổng buồn. Nâng này, chân cứ tam dạng literature cái đã đi vần ở dưỡng chừng ai chạy đi vần nâng bán và chúng bà mình men ta chúng ngư COVID đọc bổng buồn thế cái khởi thà khmer nâng cứ vì mình sơ chlong ăn phải sông đời xa coronavirus tăng bây giờ coronavirus lực môn và xa coronavirus 1, MERS coronavirus đã chlong bị sát ốt hay nâng coronavirus sắp thường ngày đăng và một thiệp tên đăng virus respirator áp xanh xanh tiết cứ hạt đôi chiếc mến vì ọt sơ râu cụ đau và ăn phải sông đau xa coronavirus thì phía chân mến đã chlong nâng cứ chlong trên bị xa mà chức rũ xa chúng bơm mình được thông là chlong nâng cứ vô quả tật phương isolation isolation toàn bề mình liếc vì bạn cắt một thôi cả chùm lòng tới khmer đấy anh nhìn cả sạc xa khăn ông chùm nóng cả sạc xa ông bị cả chlong khăn ông chùm nóng cả lòng cổ xa và có cái khơi anh tha cả ả tra đi cả chlong nâng lực khmer bởi thiệp tên nâng mình dục chắc cái khơi ả tra về thoa chó và bộ ở đại châu sơn chật mà phải của mũi mà này thật hồi cho chất sắp buồn bị rồi thiệp tận năng mình được chả chứng cứ cả cho lòng tu là không mà tiền chẳng là chứng khơi nhà tâm biến mình được chả biến ấy cứ mình được chả cho lòng cho anh chuyện không mày hết đại kỳ lực do mà bệnh dữ cứ bị tiệt tồn năng biology hay năng immunology mà biology đó cứ nên là chấm mốc là bọc mình epithelium nasal là bọc mình bị ở sân miền receptor ACE2 của chế đáng là miền rô bị châu tam lâu đồng hóa bị tập bốn bị ba chấm môi nâng cao scan nasal là ngay epithelium nasal thì chứng bờ cao scan nâng miền receptor ACE2 cho đó nâng thử ở miền rô nghi chỉ được châu chứng chấm này không mấy cái cư tha epithelium nasal là bọc mình nâng bị ở sân miền receptor ACE2 mà nâng khi chia một hạt muối đây khi bình thường tha chia một hạt đại không mấy mình sợ chlong á mà đại vì mình sợ chlong thì pí tùy theo vinh suốt mà suốt bọc không mấy vì miền là ACE2 hay suốt bọc nước chắc à đây sẽ tới ACE2 đó vì miền cả thoi chọn hay nơi suốt receptor ACE2 nó cứ vì miền tù thì tì cà bìa và chăn nâng cà khôi khát sạch suốt chẳng nơi lưu chắc đối xa ta receptor nâng thôi chốc chẳng ai bao lưu chắc chữ thuần chẳng ai khmer vì ọt sơ chữ thuần và nó chỉ mù là hai ta thả đại bằng khmer ọt sơ chữ thuần hay lưu chắc chẳng chữ thuần và hai mũi hạt mũi tiết đấy cứ cái thà và bọn thì xong là bỏ không vì đôi bàn độc và đào rừng mòm vì mình bọn thì xong chỉ xét cái thì xong bị không nào là rừng mòm tại sao không bàn tự tu cả chạm bạc sang lấy bạc xin trả ơn phong hay là không nhà xa miền ăn phải sông vì ra là phong chẳng cả là bọn thì xong bị cầm nát bọn phim xóm innate immunity đến cứ chỉ bọn phim xóm để control ăn phải sông phim phim chẳng cần là control là ăn phải chỗ phim phim bán cứ bị ai tụp sát bị ai tụp sát mọi người đâu real đa đó chẳng có mấy người thả innate immunity mà viết strong chẳng bị bắt đầu là early control of infection nơi trong cái này sign of entry hay mùa hè từ mùa tiết đại kỳ bây giờ nó cứ là sự mặt tập hiệp bọc cao bên công trang là bọc cao sơ cá bọc cao công trang sang làm với nhé cái hậu regeneration capacity và trên regeneration capacity này epithelium alveolar rồi bọc mấy bị là o bị excellent làm đòn thiệp tận năng mình được chắc mà dùng chắc chủ nghĩa cao sơ cá dùng lên regenerate đây là mà người ta có tích tuổi mà chẳng bị khôi khát cứ từ thuần ra mà đòn bởi khu bếng bởi regenerate màu bình bằng lọ
hay là một là hai chung cái đó vậy đáng ai không ấy gọi sơ miên refactor và refactor mà chẩn đoán nhưng khi thả ai miên bị gầm nào đây và đây refactor khác đôi chia hướng obesity rồi có smoking rồi có chẹp bài đấy nên cứ về mặt sơ miên đây là không ấy thiệp là năng mà được trả nên là chẳng đi chia mua là hai tầng lái đã chui bên dưới là dương dưới thà ta hạt ấy ban chỉ không may nhà miền ở ta chọn tài chiến được chắc hai tầng miền ở ta chỉ muốn tài chiến được chắc hiện tượng mode of transmission này Meroxa corona virus 2 này là dương đang ấy tập bốn cứ ba cái chập ở rộng tại pi đấy cứ hướng contact transmission và tạm được chưa phục mai tạm là đây là thuyết là surface chẳng là dương là xa sầm ạt đây sầm ạt ấy và hay mũi tiết kia hay là droplet transmission và để phát long tạm là dạng đồng bọc tật thông thông rồi có tôi đồng môn để ai rút sạc bàn trầm bì mai chẳng dừng thao bởi nơi clear clear lực bì mai tới về lại ấy hơi và còn tại lời này cứ và miền phó tăng đại bệnh trẻ thá mê rốt bị chlong tám airborne transmission và bà này thả chlong tám bằng particle tui tui đã miền tùm hôm cao pram mì krong hay đại vì ai cho nó sắc ảnh đại nơi nông cho bàn chú hay phụ đầm nà bàn trong ngày sáng ngày thì bà dương khinh kỳ prap dương tha tập bốn lái nó cái kỳ chập ở rong ta hướng contact transmission hay năng droplet transmission trong mùi mùi khơi nhạc không prăng liền tay và liền tay trong sắp ở hai là này còn ta tên là lấy thứ mấy cứ ta bất và hai tha mode of transmission trong bóng cái predominant đó cứ aerosol và hai aerosol đó hay miền đất ta dùng từ ca về thiên ca bọc ca xây và copy droplet transmission lực cho bị về thiên ca bọc ca đặc biệt thiệp khá nè tha bảo bị chlong tam về dạng tại droplet transmission tam về dạng là respiratory droplet nắng cứ dùng để sao art surface tư hay miền physical barrier dùng bẹ có bằng một hay dùng nơi clear ngay mà mai có lắp bị mai dùng para ma thông mà đa để ai chụp ảnh chụp lên nâng ban và dùng khả sức đó ấy miền ăn là mai bẹ mặt bẹ ấy nâng và hay bây dùng thưa sự cảm phiệp na là bia bóng cô ở miền ca bóng cao chỉ aerosol là nâng ban cái ao dùng bẹ cả bia cùng đặt cuộc dừng hai người dừng hai cầm đặt tiệm bay đó nghe và anh đang có sân báo via long trong đại chia droplet transmission đặc xa tại large respiratory droplet còn tại sản phẩm airborne transmission và mấy lúc tại được sát anh đây tam đập nọ tập mọt tu giờ maintain không cho nó và chẳng đồng bay ca phía cứ to đồng bên bị chia ca na tại ai chiếc viên dương hớt hớt aerosol đang trôi được nông thôn dưỡng à mà chân đồng bây giờ chiếc viên là đang bán to tại pra negative pressure ventilation to là miễn air filtration và chiếc viên cắt bật thôi cả lại đã miễn ca chụp chung tràn và chiếc viên chụp này pin nơi cả lại bật chết và đây là bất chết những thứ tại việc mắt hay mắt đây là o tiết cứ to tại mắt anh cần sập ram đây vì fit là mục phải ban là o tiết thì chân là bạn này hay là care worker hay là front line worker nên cứ to tại miền ca ca pia cũng rất khắp nơi nè mà đọc aerosol năng mà chân là ứng ca chấm lo năng bà thì bạn là prap cũng về cái chấm ba cả chấm lõng cứ ở những chập ở róm hướng aerosol transmission chẳng aerosol transmission và những mô thì cả bia bỏ bia nó mà ăn cái pram còn bạn dễ thà bờ mình biết mà ăn cái pram thì chẳng hồi nát to tại mà bị chọn
chẳng lục cụ nẹp cửu đại chi bà bọc lập sự khả bị ba đại chi nẹp chu một nắng và toàn đại bây giờ bây giờ mình tên và vụ trưởng trên nhà thay toàn nẹp chứng ngư sẵn bỏ dưỡng chứ lòng đẹp luôn chữ tiết và nâng ai chu bị bắt căn tại lũng ba này và chẳng cùng thuê bỏ hát nhưng mà chạy ra bỏ rõm đá bộ lại và sáng khơi tại chung khả nha chẳng bê hơi khơi một bộ lực là cả cả biển cả biển cứ hạ đôi chia sra sra và những biển tại mặt thông mặt đa chẳng những mưa và sân bảo e bò nâng tạm để kỳ pháp và cứ giật dài nha giật dài mấy tên COVID-19 nâng cứ bác bò tràn tà lưu khám mênh đài vì miền đặt tập bộ direct phong hay nâng indirect phong và đại dịch nó cứ việc bằng co cho người để phơi tầng hầm tầng ấy và ai sử dụng ra để phơi tầng hầm kháng cầu để có sinh nhà có pe sinh nhà systemic ai không may mà cho nuôn đã miền refactor cứ cầu cả long absolute phaser còn ai chân chia chân cầu một sinh nhà multi system inflammatory syndrome không may khác miền sinh nhà type call ai indirect effect របស់ pandemic នេះគឺដោយសារតែ pandemic ហ្នឹងគឺសកម្មភាព immunization សកម្មភាពសេវា nutrition មានការធ្លាក់ចុះយ៉ាងច្រើនដែលប៉ះពាល់ទៅដល់សុខភាពរបស់ក្មេងបាទរួមជាមួយសមាជិកគ្រួសារពុកម្ដាយដោយសារតែការ lockdown អត់បានទៅរកស៊ីអញ្ចឹង income ធ្លាក់ចុះអីសាលាក៏បិទទៀតអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សាផងប៉ះពាល់ទៅដល់ផ្លូវចិត្តផងបាទហើយក្មេងនៅផ្ទះក៏ធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយមិនពិបាកទៅធ្វើការបាទចំពោះទពលទៅលើក្មេងបាទមានទាំង direct ទាំង indirect